Con mới về, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, cho tinh thần sảng khoái đi, ha. Dạ. Rồi sau đó, con vô Hân Thịnh làm việc phụ cho ngoại. Con biết không, tuy là ngoại không có nói ra, nhưng mà mẹ biết lúc nào ngoại cũng trông con về để phụ ngoại một tay đó. Có như vậy, ngoại mới yên lòng để hưởng thú điền viên được. À mẹ, con thấy Phát rất là giỏi. Với lại Phát cũng đã phụ ông ngoại nhiều năm rồi. Nếu như mà Hân Thịnh cần một người quản lý mới thì ông ngoại giao cho Phát hợp lý hơn là con đó mẹ. Sao hợp lý được? Con nói cái gì vậy? Nè, con giỏi hơn thằng Phát, con đẹp hơn thằng Phát, cái gì con cũng hơn thằng Phát hết. Thì tất nhiên người thừa kế Hân Thịnh là con, chứ không thể nào là thằng Phát được. Hiểu chưa? Với lại ông ngoại chỉ muốn chọn con thôi. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Cứ mỗi lần mà mẹ nhắc tới cái chuyện thừa kế á, là con cứ đẩy qua cho thằng Phát, xong rồi con cứ hờ hững vậy là sao? Thôi được rồi, con về là tốt rồi. Mọi chuyện rồi đâu cũng sẽ vô đó thôi à. Nè, con về rồi á thì nhớ dành nhiều thời gian cho Mỹ Linh nha. Tội nghiệp con nhỏ lắm, nó chờ con lâu lắm rồi đó. Mẹ, hai đứa tính chuyện gì thì gút gút nhanh nhanh đi, có gì mẹ lo chuyện cưới xin cho. Mẹ ơi mẹ, con với Mỹ Linh đâu có gì đâu mẹ. Đâu có gì là sao? Mẹ là người lớn nha, mẹ là mẹ của con nha. Ờ thì mẹ cứ nói vậy đó, rồi con cứ liệu đi ha. Ba ơi. Ủa. Ít ngày nữa thằng Hiển vào Hân Thịnh làm việc, ba định sắp xếp vị trí nào cho nó? Trước mắt á, ba sẽ để nó vào cái vị trí giám đốc điều hành. Dạ. Để ba coi cái năng lực của nó như thế nào, rồi sau đó ba tính tiếp. Dạ, con tin là thằng Hiển sẽ không làm ba thất vọng đâu. Ba. Hả? Con muốn xin ba một điều được không? Điều gì con nói đi. Ba có thể cho con Mỹ Linh làm trợ lý riêng cho thằng Hiển được không ba? Chắc là ba cũng biết con nhắm con Linh cho thằng Hiển. Con thấy hai đứa nó rất là xứng đôi, con muốn tạo cơ hội cho hai đứa nó tìm hiểu nhau. Với lại ba cũng muốn thằng Hiển lấy vợ sớm mà phải không ba? Ba cũng mong là thằng Hiển nó lấy vợ. Nhưng mà con Linh với thằng Hiển, ba thấy hình như tụi nó không có hợp nhau. Ủa, sao lại không hợp nhau hả ba? Con thấy về học thức, gia thế và ngoại hình, hai đứa nó rất là xứng đôi mà. Con không hiểu tại sao ba không hài lòng về con Linh. Cứ tự nhiên đi nha, hôm nay nhà không có ai hết á. Ê, công nhận nha, nhà của đại gia bất động sản có khác á, đẹp và hoành tráng ghê á bà. Linh, nói nghe nè, tiếc cái á là bà chỉ ở nhờ ở đây thôi đúng không? Bây giờ thì ở nhờ, nhưng mà sau này nhất định tôi sẽ là nữ chủ nhân của cái cơ ngơi này. Trời ơi, bạn tôi nói chuyện kìa, ghê chứ. Năm 13 tuổi tôi đã được gửi vô đây sống. Tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình là nhất định sau này tôi sẽ cưới anh Hiển làm chồng. Bà cứ chờ mà xem. Ủa, sao lại là anh Hiển mà không phải anh Phát? Trời ơi, tôi thấy anh Phát đó hả? Anh quan tâm bà, theo sát bà quá trời luôn mà. Đúng là anh Phát rất quan tâm tôi. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ có anh Hiển. Tôi thấy anh Hiển hả? Không hề có thái độ gì với bà, cũng không có đối quà gì tới bà hết. Vậy mà bà lại theo, trong khi anh Phát thương bà mà bà không thương lại. Tại tôi đã đặt ra mục tiêu rồi. Biết đặt mục tiêu phấn đấu như vậy cũng tốt mà ba. Còn một đứa hiền lành như thằng Hiển nhà mình cũng nên cưới một cô vợ sâu sắc một chút. Như vậy vợ chồng mới bù đắp cho nhau, đúng không ba? Đành rằng vợ chồng phải bù đắp cho nhau, nhưng mà hai tính cách quá khác biệt, lại thêm mục tiêu sống cũng khác nhau, sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn khó giải quyết. Và điều quan trọng nhất là thằng Hiển không hề yêu con Mỹ Linh con à.
Chính vì vậy con mới xin ba tạo điều kiện cho hai đứa nó gần gũi nhau. Chỉ cần hai đứa nó thương yêu nhau thì mọi mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được hết mà ba. Con nên nhớ, hai đứa tụi nó đã quen biết nhau từ lâu, chứ đâu phải mới quen biết nhau đâu. Mà bây giờ phải cần thời gian tìm hiểu. Dạ. À, có khi trước đây thằng Hiển nó chưa nghĩ đến chuyện yêu đương thì sao hả ba? Bây giờ cái chuyện duyên phận cứ để từ từ đi con. Trước mắt việc ở tập đoàn ba đã sắp xếp đâu vô đó hết trơn rồi. Cái quyền lợi của tập đoàn phải đặt lên hàng đầu. Không thể nào vì chuyện cá nhân mà sắp xếp được đâu con ạ. Vậy nha. Dạ. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.